Chiều ngày hôm nay 16 tháng 6, sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo đã chính thức diễn ra tại Trung Quốc. Thảm đỏ năm nay quy tụ các diễn viên nổi tiếng của Cbiz. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua tạo hình thảm đỏ của dàn sao tại sự kiện này nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm video vừa rồi. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.